quý vị và các bạn, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc đang khá ổn định. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa khô chi phối, nên trong sáng sớm và ngày hôm nay, thời tiết trên toàn khu vực phổ biến không mưa. Đáng lưu ý là hiện tượng quang mây khiến mặt đất bị phát xạ nhiệt, kéo nhiệt độ về đêm và sáng sớm tiếp tục giảm thêm. Trời khá rét với mức nhiệt thấp nhất ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội hạ về khoảng từ 14 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi, nhất là vùng núi cao như là Sìn Hồ, Lai Châu, Sapa, Lào Cai, Trùng Khánh, Cao Bằng hay là Mẫu Sơn, Lạng Sơn còn giảm xuống từ 8 đến 10 độ trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, nên quý vị sẽ có cảm giác rét buốt. Sau đó thì đến trưa chiều nay trời tiếp tục hửng nắng, kéo theo nền nhiệt tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở vào khoảng từ 24 đến 28 độ. Đáng lưu ý là cùng với nền nhiệt tăng thì độ ẩm không khí lúc này lại giảm thấp, chỉ từ 45 đến 55%, cảm giác hanh khô khá rõ rệt. Do vậy quý vị nên chủ động giữ ẩm cho da, uống nhiều nước cũng như chuẩn bị trang phục phù hợp để giữ gìn sức khỏe của mình. Lui xuống Trung Bộ, trong hôm nay, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trên toàn khu vực, có nơi tập trung lượng mưa lớn hơn. Do có mưa nên nền nhiệt tại khu vực Trung Bộ không cao. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt nhỉnh hơn từ 27 đến 28 độ. Đáng lưu ý là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lại kết hợp với nhiễu động của đới gió đông từ biển vào, nên trong cả ngày hôm nay 27 tháng 11, suốt một dọc các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Trong đó đáng lưu ý là các tỉnh như là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định khả năng có mưa to đến rất to. Do mưa lớn nên cảnh báo lũ trên các sông cũng được đưa ra. Cụ thể, từ nay đến 28 tháng 11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức từ báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2, còn các sông nhỏ là trên báo động 3. Bà con và người dân tại các khu vực này cần hết sức lưu ý đề phòng. Ngoài lũ lớn cục bộ, thì nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên. Bão số 9 đi qua, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang chuyển tốt hơn và dần ổn định trở lại. Dự báo trong ngày hôm nay không có hệ thống thời tiết đặc biệt nào chi phối, do vậy toàn vùng giảm dần đến hết mưa, nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, trưa chiều ở mức nhiệt khoảng từ 27 đến 30 độ trên khu vực Tây Nguyên và tăng lên từ 30 đến 32 độ với các tỉnh thành Nam Bộ. Thời tiết tại các khu vực phía Nam ổn định dần trở lại, giúp người dân ở khu vực này ổn định lại cuộc sống sinh hoạt và khắc phục những hậu quả do bão số 9 gây ra. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, ở phía Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 khiến biển động. Khu vực vẫn có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn giảm thấp. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện cục bộ với gió Đông Bắc từ cấp 4 đến cấp 5. Tuy nhiên, lưu ý vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, thời tiết các tỉnh khu vực Trung Bộ vẫn có mưa dông nhiều nơi, đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp. Và đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 27 tháng 11 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.